À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực nhầm Heroes 7. Quen mồm quá rồi đấy, chịu thật. Ở tập trước là tập đầu tiên ấy thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái các cái khái niệm cơ bản của cái phiên bản Heroes 7 này rồi, đúng không ạ? Thì ở tập này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về một số cái đặc tính của phiên bản này, các cái chú ý khi các bạn chơi. Vâng. Ở đây thì mình không đi sâu quá về các cái chi tiết để mua quân gì, mà mình chỉ hướng dẫn một cách tổng thể các bạn chơi thôi. Ở lần trước thì mình đã đây khang khôi phục để lên mình có những cái mỏ này rồi. Hiện tại thì mình đang có những cái mỏ, mấy cái mỏ này thì chưa có này. Đấy, mấy tài nguyên này chúng ta chưa có. Bây giờ chúng ta phải đi đánh cái con này đã. À, tôi mình xem là inventory của chúng ta thì chưa có đồ gì cả. Đây là các đồ mà tướng có thể đeo này, mình chưa có. Đây là các cái đồ mà dự trữ khi là bạn cần. Đây là những cái công cụ hỗ trợ khi đi theo quân đoàn. Đây là lính của chúng ta, đây là dòng sức mạnh để hỗ trợ cho lính này, magic phép thuật này, đây là leadership là tinh thần chiến đấu này, bad try là may mắn này, cái này spirit là ma thuật phòng thủ này, dam này, đây là kiến thức này, đây là quãng đường di chuyển, cái điểm hành động khi bạn di chuyển. Đây là mana, chúng ta còn 22 mana. Một cái thanh kinh nghiệm nữa, đây là thanh kinh nghiệm, khi chúng ta lên đến full thanh này thì chúng ta lên một cái level tiếp. À, bây giờ mình sẽ đánh thằng này nhỉ, nhưng mà hết đợt đi rồi thì phải. Hết đợt đi rồi, cái thành này thì mình đang chờ cái này nó lên 10 để mình có thể nâng cấp được cái công trình nhà. Lên 10 nâng cấp công trình gì nhỉ? Mặc kệ, mình nhớ là mình đang định cần nâng cấp một cái gì đó mà mình quên mất rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh nhau với cái con này. Ai chà, nó mạnh lắm. Start combat. Con này nhìn trông gớm nhỉ. Giống như một dạng nhân sư. Mà không biết mình ăn được nó không nhỉ. Nó lâu rồi. Có nghĩa là ủa, bạn nó có chết máu nào đâu. Bạn căng đấy. Xem nào, từ từ mình kích, mình xem thông tin nó đấy. 48 máu. Nó kháng đam lai 25% tả nào mình đánh thôi. Ít thế. Thuộc nhóm nha cho police. Chuyển nó cũng không xa lắm nhưng mà được, cũng nguy hiểm đấy con này. Pháp sư của mình vẫn là chết nhất. Con này là lính cận chiến thì cho phòng thủ thôi. Nó không di chuyển này, nó không di chuyển, để nó di chuyển hai lượt ghê lắm, không đùa được. Bắn nãy giờ chết được có mấy con này, bắn được một hay hai con. Các bạn di chuyển vào mục tiêu, bọn sẽ biết được là cái đam của chúng ta có thể tiêu diệt được bao nhiêu con. Nó sẽ di chuyển đến gần hơn. Đấy, mà nó sẽ có thêm một lượt nữa bây giờ đấy. Rất nguy hiểm. Trước khi nó vào gần thì cái pháp sư của chúng ta sẽ tấn công được mạnh hơn. Đam mạnh gấp đôi. Mình sẽ tận dụng mana để hồi máu cho quân. Còn bây giờ bọn này thì cứ phòng thủ đã. Xem nó tấn công ai. Ôi chết. Ôi chết 22 thằng. Vãi xoài. Ôi vãi trưởng nhỉ. Được cái là mình sẽ hồi máu theo có nhóm được. Vì chuyện của mình nó lên rồi, nó có thể của nó theo nhóm được. Đây, chắc chắn là sẽ thương vong quân đáng kể. Lượt thứ 3, round 3, chúng ta sẽ có những đơn vị quân tấn công được. Bây giờ chúng ta bây giờ sẽ phải dùng phép thuật phục hồi.
quân. Chơi nhỏ lắm cũng là người đấy. Ai dạ, nó phơ chết mất nhiều quân của mình phết đấy. Bạn sao đánh thằng pháp sư à? Ồ, pháp sư trâu thế nhở, pháp sư khỏe thế. Hồi máu đi, hồi máu cho pháp sư. Chết mất mấy thằng lính của mình. Mà phải đánh thôi, chiến tranh là mà bảo không chết người, không chết người thì đánh kiểu gì. Chiến tranh là nó phải có thương vong. Nó lên cấp rồi. Cái này nó tăng di chuyển này. Cái này thì nó tăng phòng thủ tấn công các kiểu này. Lên cái nhánh đây trước ấy. Rồi chúng ta sẽ nhặt các cái tài nguyên này đó. Cái gì đấy? Một cái áo giáp gì đấy. Còn tài nguyên gì trong này không? Hết rồi. Thế xem nào. Đây. Dragon Best. Tất cả các đồng minh của chúng ta sẽ kháng đam của phe anh bầu trời 30%. Ồ. Ồ, 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 ồ. Về thành phát đã. Đây. Về thành để nâng cấp lính đi. Đây rồi. Thiếu 10 đá mà, bây giờ thì có rồi. Rồi, chúng ta có thể nâng cấp được rồi. Bây giờ thì qua lượt đã. Mình sẽ phải đi tìm xem là cái phần đất bên dưới bên này nó bị giáp núi rồi thì nó không thể tiến vào được và mình cũng không thể đi được. Nhưng còn các cái vùng nào mà có lối đi thì mình sẽ phải đi áp cái thằng này lên cho nó vào đây. Hết quân để mua rồi. Và chúng ta sẽ có những quân mạnh hơn. Tấn công thằng này. Ủa đấy. Mình sẽ phải đi mua quân tiếp. À đây này. Đây cũng có quân này. Đánh được. Đánh được mấy con này. Bây giờ chúng ta sẽ phải tiêu diệt bọn này. Ơ nó có một con thôi, đánh tốt. Chúng ta đã hợp nhất các cái đơn vị quân giống nhau vào cùng một đội thì chúng ta có thể tách ra hoặc hợp nhất tùy các bạn nhé. Các bạn có thể tách ra hay hợp nhất để tùy cô để bắn. À, bắn pháp sư về nhỉ. Ui, làm mốt máu, có một con mà chưa chết kìa. Con này gớm nhỉ. Ây giời, pháp sư của mình cũng nhiều máu phết nhỉ. Phơ đó. Ôi. Hơn 100 tiếp rồi đấy, mà chưa chết. Khử. Khi giết được một kẻ thù thì chúng ta sẽ được tăng tinh thần chiến đấu lên và đồng thời giảm tinh thần chiến đấu của đối phương xuống. Khi tinh thần chiến đấu giảm thì đam của nó, tất cả các chỉ số của nó cũng bị giảm theo. Nên là các bạn tiêu diệt được thằng nào, cố gắng tiêu diệt trọn vẹn một thằng đi. Sẽ khiến tinh thần toàn team của chúng nó bị giảm xuống. Hay quá. Cái con này rất là mạnh đấy, chẳng qua là... chẳng qua là nó có số lượng ít thôi. Nó mà khoảng chục con là chúng ta SML ấy. Chả thế mà được hơn 1000 kinh nghiệm. 1000 kinh nghiệm. Lên. Rồi chúng ta sẽ lên lốt cái skill này nữa. Gì đây? Xây công trình này thì mới lên được thiên thần.
tốn tài nguyên lắm. Tài thiên thần thì không biết chắc mình có đủ tiền để mua không. Nâng cấp thì nâng lên thôi chứ còn. Rồi, kiếm tiền đã. Kiếm đá, gỗ. Cái gì đây? Ăn được thì cứ ăn đã. Lâu. Ăn được thì cứ ăn đã nhỉ. Xem nào. Mấy cái này không quan trọng lắm. Để dành tiền đi. Chúng ta cần tiền để làm nhiều việc khác nữa. À, 40 cô tiên. 120 chứ. Chúng ta sẽ phải đánh nhau 120 cô tiên. Mộc tiên đấy. Cô tiên là... Nó là một bông hoa thì đúng hơn. Đẹp. Mình sẽ tiêu diệt gọn một bên của nó. Ví dụ như bên này. Giết trước. Ôi à. Mình trông cũng đẹp hết đấy chứ. Phòng thủ rồi. Bắn cho anh. Chết rồi. Ai chà. Nó sẽ tiến lên. Nó sẽ tiến lên. Cái con còn 6 con này thì mình không ngại lắm. Còn mấy con kia thì chúng ta sẽ tiêu diệt trước. Ai chà. Con còn 6 con này thì mày chết. 15 23 giết từng con một. Mấy cô tiên, 2 cô tiên là 2 cô tiên. Ái chà. Phản đam ạ. À. Để lượt sau mình hồi máu. Nếu mà nó tấn công trước thì mình sẽ hồi máu sau. Rồi, từ 10 đến 15. Thế cho nên nhiều. Rồi, nó chỉ còn vài con này thì nó đam của nó sẽ giảm xuống nhiều. Rồi, lượt sau mình hồi máu phát là được cái gì đâu. Đánh anh à, mày thích chết này. Ô, con này bị ngáo à. Ôi, nó cứ đánh pháp sư của mình. Pháp sư của mình cầm sách cầm gậy. Đây rồi, hồi máu lắm. Mày hy sinh. Mày hy sinh. Có vẻ cái phép thuật hồi phục của mình nó chưa mạnh lắm nhỉ. Có thể mình sẽ luyện thêm một chút xíu. Mà mình cũng đâu có nhiều tiền đâu mà. À, học được thêm một magic này. Đánh con này tiếp. Đánh con này sẽ có thêm chút sẻng. Gì đây? Con nhện à? Ăn luôn. Có lẽ mình sẽ mua nhiều cái thằng pháp sư lên một tí. Thằng này thấy trâu, nó đánh cận chiến cũng được. Ui, con nhện tím. Ghê không? Va.
cái thằng này nó có cái skill này à, Asura Trending, nó cộng 4 giáp cho bản thân nó và những đồng đội xung quanh. Cũng hay. Rồi, tấn công. Ba con. Một con. Chết chắc. Một phát chết 6 luôn à? Ôi, tuyệt. Phát nữa, được bắn phát nữa này. Không được à? À, liệt đầu thì không được bonus đâu. Thế thì chúng mày dẹo. Ô, nó gây độc. Nó gây độc. Bắn, ô, bắn con nhện này này. Bắn con này phát chết luôn. Pháp sư của mình mạnh phết đấy. Mình sẽ tuyển thêm mấy pháp sư. Hay quá. Quân của mình có vẻ càng ngày càng có nhiều quân xịn hơn rồi đấy. Nâng cấp tiếp rồi. Nâng cấp tiếp rồi thì cộng vào đây tăng rất nhiều này, tăng attack, tăng phòng thủ, morale các kiểu. Rồi, quân chúng ta sẽ mắc cái dòng này trước. Xem chỉ số mình. Ở đây có mấy cái đồ có thể nhặt được này. Tiền này. Tiền đấy. Đá này. Bây giờ thì mình sẽ mana mình còn hơi ít nhỉ, 22. Quái thôi. Lượt sau thì nó khỏe hơn đấy. Ôi, nữ hiệp sĩ. Cái con này là phe của mình cũng có thể tuyển được này. Phe của mình đấy, phe thiên thần đấy. KS từ thằng 1 đấy. Chạy à. Round 2. Bỏ qua. Nhưng mà lượt sau nó sẽ được đánh hai lượt đấy. Nó vừa chuyển sang chế độ chờ đợi. Bắn con này đã, con này có nhiều quân. Để giảm sát thương khi nó tấn công mình. Rồi. Ái sởi ơi, lượt chạy của mày còn ngắn lắm. Round 3, đánh nó trước. Ô. Pháp sư mình trâu hết nhở. Nó có hai lượt mà biết ngay. Rõ ràng của mình, quái. Con này hồi máu. Hay quá. Phép thuật hồi sinh. Mày ám sát quân của anh nhá. Hay quá. Các bạn chơi thiên thần các bạn phải nhớ cho mình, thiên thần rất mạnh về phục hồi. Mình cũng thích từ ngày xưa chơi các cái trò của tàu, mình cũng thích Nga Mi.
Bây giờ thì của Tây thì mình thích thiên thần. À, đây cái vùng này, công trình này cho phép chúng ta tuyển các cái đơn vị quân đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ tuyển được vài thằng lính. Ồ, nhưng mà mình không có nhiều tiền lắm. Mua thêm mấy thằng khổng lồ này đi. Mấy thằng này 230 máu cơ mà, chất lắm. Giáp châu, đam châu, mỗi tội đi chậm. Hì, được cái lọ mất cái chai. Còn hai con này nữa. Mấy đâu sẽ tiền mà mua tiếp được giờ. Về thành. À đây cái mắc kít đây. Mình nghĩ là mình phải chơi đổi ít mắc, đổi một số tài nguyên nhiều nhiều lấy tiền. Được 500. Vào chợ để đổi, vào cái market này để đổi, nhưng mà trả được nhiều lắm rồi. Ồ, cái này mình thấy đâu ra tiền là... Thấy đâu tiền mua quân nhỉ? Ở đây có những cái đơn vị quân mạnh thế mà mình không tuyển được. Quân nguyên tố. Hay à, bây giờ phải đi đánh nhau tiếp, cướp bóc thêm tiền thì mới có tiền mà mua quân chứ. Ở đây này. Rồi. Mấy các cái tài nguyên đặc biệt sang tuần tiếp theo rồi. Thế là không mua được quân nữa rồi. Quánh con này cho anh. Ung thủ à? Người đá này. Rồi, hợp lý. Cho người đá đứng giữa này để cho nó đi cho nó nhanh. Ây, nó có đội cung thủ. Cung thủ thì bây giờ mình phải xông lên để thằng này sẽ đứng ở đây phòng thủ để nó bút, nó tăng phòng thủ cho toàn quân. Thằng người đá sẽ xông lên để chặn bọn này lại. Ôi, bọn cung thủ nó bắn luôn. Bắn 3 phát liền cơ. Vãi trưởng. Ôi ôi. Ôi. Bắn anh này hơi bị đau đấy. Từ từ hồi quân vội. Không công đấy. Nó bắn chết mất thằng thằng bắn nỏ mình nhiều, hơi nhiều. Ý, phải hồi lên. Ây dồi ôi, anh chàng người đá này máu trâu lắm ấy. Úi dồi ôi. Ồ, cái thằng này nhìn trông hổ báo thế nhở. Nhưng mà đắt quá, tận 2.500 một thằng. Mua thằng này đắt vãi trưởng. Được đấy. Hết mana hồi quân rồi. Ủa vãi. Thôi mình hết mana rồi. Sao cả, chúng ta sẽ dùng tiền để mua lại thôi, chứ còn bây giờ đánh nhau mà cũng bảo không hết quân thì khó lắm. Nhất là nó chúng nó toàn lính tầm xa này. Phải tiêu hao bớt quân của nó đi không, nó đam.
11 đến 16 này. 11 đến 16. Mình có em hồi máu này rồi. Anh chàng người đá này chất phết nhỉ. Ây da, người đá này chịu đòn tốt lắm. Ây da, không ăn thua. May ha bưởi. Bắn. Rồi, chết luôn à? Người đá bây giờ mới chạy tới nơi. Úi giời. Quân phủ rừng xanh. Bọn nó chết mất mấy mấy anh cung thủ bắn nỏ mình. Lên cấp. Bây giờ cái nhánh này à, cộng 1 vào phòng thủ. Headling Sitter. Copy. Hai lượt. À, nó sẽ hồi được máu hai lần. Cái đứa con gái mà nó đứng đằng sau ấy, của mình ấy, nó sẽ hồi được hai lượt. Ra là vậy. À, một cái món đồ áo giáp à? Barbarian Armor. Áo giáp của bọn dợ. Chứ gì mà đâu. Hay quá, được cộng giáp cộng phòng thủ. Mạnh phết thật đấy. Bây giờ có thể về đây để mua tiếp quân nhỉ? À chưa, ít tiền lắm. Cái này để hồi mắc mana đây này. Ăn được mana đã xong rồi, sang đây đánh chỗ này. Đánh mấy chỗ này, ở đây có tiền đây này. Rồi, xem thành có cái gì không để xây. Xây thì xây được, nhưng mình đang cần tiền. Tiền để mua mấy con quân xịn kia đó. Mua thêm mấy anh người đá nữa. Mấy người đá này mà nhiều nhiều một tí là có thể làm tường được. Cho nó bắn tẹt vô luôn. Đấy, thanh mana chúng ta full rồi. Ôi, không đánh được. Đánh vào đây mình sẽ nhặt được cái tài nguyên gì đây, nhưng mà quái này mạnh quá, chắc phải có thiên thần mới đánh được bọn nó. Đánh cái con này vậy. Và qua lượt đó. Càng về sau nó sẽ càng khó hơn. Sao nào? Nói chung thì cái bản này thì các bạn chơi, các bạn cứ xem giúp mình là đó là... Ô, con rồng này rồng phun lửa. Chết rồi, mình phải xông lên rồi. Rồng phun lửa nó sẽ ăn quân của mình đấy. Nó sẽ ăn quân của mình. Tướng của mình bắt đầu dùng đòn tấn công. Khi nào quân bị thương bắt đầu dùng hết phần. Rồi. May ha bưởi. Ôi ôi, chết 5 thằng. Nó cũng không mạnh lắm đâu, nhưng nó lính tầm xa. Lính tầm xa thì nó... Tờ Avalon hồi được 2 lần. Nhưng mà nó bị thử. Có một cái bị nó không hồi được nhiều. Lượt thứ 2. Đây là lượt thứ
Hồi đã. Úi giời, đánh rồng đánh người đá của anh thì thấm vào đâu? Em có tiền hồi máu cho người đá à? Úi giời. Có thanh niên người đá này rồi thì sợ gì nhỉ? Thử xem có hồi tiếp thằng này không? À nó đầy rồi, không phải hồi nữa. Các bạn chỉ vào đây các bạn sẽ nhìn này. Head này, Marksman là cái đội cung thủ này. Sentinel là đội lính của mình này. Abbott là cái thằng thầy tu này. Các bạn nhìn vào cái dòng thứ nhất là hết là số lượng máu hồi được này. Dòng thứ hai là hết boss là cho mấy một đơn vị này. Cái dòng thứ ba là cái dòng mà số lượng quân sẽ được phục hồi nếu như mà nó bị chết rồi. Đấy. Như đây thì nó phục hồi được hết cả rồi. Nên là mình không mất được quân nào, mình không cần phải hồi cái đấy. Giờ mình sẽ chọn này. May ha bưởi. Nói chung là trận này chúng ta sẽ không mất thằng quân nào. Đó. Lên một cấp nữa. Học vào đây. Nhặt được cái gì đây? Một cái giày. Ơ hay quá. Tiền nữa. Còn cái gì ở đây đâu? Hết rồi. Đó xem nào. Được cái đôi giày tăng max cộng 1 di chuyển, cộng 2 vào phòng thủ. Tốt. Có món đồ, mấy món đồ ấy. Có áo giáp, có giày, có áo choàng. Bánh thanh niên này đã kiếm ít đồ ở đây. Qua ngày, qua ngày. Qua ngày đã. Năm mươi mốt thằng ăn nó. Chiến ai ra thằng này cướp à? Cho nó phát triển. Ba mạng. Các bạn nhìn vào con số này, các bạn sẽ nhìn thấy chỉ số tấn công của chúng ta nó sẽ tăng dần khi mà tướng mạnh dần lên. Nó sẽ buff dần cho quân. Đấy. Đang từ 194 đến 290. Đá xâm lên. Cỡ thằng này đập làm sao nổi với đá của mình. Đá mốt tiết cả. Mày cũng gớm nhỉ. Thằng thủ à. Người đá sẽ làm nhiệm vụ là làm tường. Sister à, chị Sister thì chị sẽ hồi máu cho người đá nữa. Đó. Đấy, hồi máu này. Bây giờ chúng ta học skill kia chúng ta sẽ hồi được hai lượt. Một phát, tiếp một phát nữa. Hai phát 60 máu. Thử nó luôn. Ta vẫn thấy phải tuyển thêm mấy anh người đá nữa. Chịu đòn thì tốt hơn. Chạy đâu. Ok. Mày đang sống à. Round 3. Chạy cơ.
chạy lanh quanh à? Chạy lanh quanh. Chắc phải tuyển thêm mấy anh người đá nữa thật. Mấy người đá này chất phết đấy. À, lên cấp rồi. Cái này nó sẽ tăng tấn công. Cái này tăng morale, tăng tấn công đi. Tăng thêm chỉ số tấn công cho mình. Morale cũng quan trọng nhưng mà... À, cái công trình này để chúng ta tuyển được quân ở cái vùng này thôi, ở cái thành này. Mà mình chắc mình không chưa cần tuyển được, mình có thể về thành mua được mà. Đây có mỏ vàng này. Đã có được cái đôi giày gì đây. Giày cùi không bằng cái giày mình đang đeo. Nhưng mà vẫn phải đánh đã, 114 cả. Nó sẽ phòng thủ, nó sẽ tăng giáp cho những cái đơn vị lính ở gần. Ái, chí thẳng. Bắn anh hơi đau đấy. Thế thì nó sẽ đứng phòng thủ ở đây thôi, chứ nó không di chuyển. Người đá, tiến lệ. Xe bắn tên phía sau doanh trại của chúng ta, lối đi đây à? Hay mana chúng ta vẫn còn nhiều, hồi cho em này đã. Con thủ, con rồng ấy nó vẫn bắn vào thằng này của mình à? Nữa rồi. Để tận dụng ra mana đủ không một chút đợi. Mana là thứ quan trọng. Chúng ta là tướng phép thuật nên là quan trọng nhất là cái năng lượng. Để dùng phép. Người đá bây giờ mới lên tới nơi. Người đá mạnh nhưng mà đi chậm. Round 3. Rồi. Ngồi tiết canh tiếp, 20 tiết canh. Mày úi xời, phun lửa vào người đá à? Thấm làm sao được. 290 rồi, đam của mình mạnh hơn rất nhiều. Mày. Mỗi một lần chúng ta qua trận thì chúng ta sẽ lại mạnh lên một chút xíu. Chúng ta lại mạnh lên một chút xíu và chúng ta nhặt được thêm tiền. Hết rồi, nhánh cái này hết rồi. Ở đây còn cái này chúng ta sẽ được một ít tiền vàng ở đây à? Ừ, chúng ta có 10.000 là chúng ta sẽ tuyển được mấy thằng ở đây. Để ra tuyển tiếp mấy thằng người đá nữa, người đá phải nhiều nhiều thế vào. Nâng cái này tốn 5.000 nhưng mà tiền chúng ta sẽ tăng thêm. Cái này tốn 10.000 nên tiền nó sẽ tăng lên nữa. Vẫn phải lâng vào cái đấy để có thêm tiền chứ. Cái là công trình thao hao là chủ yếu tăng tiền ở cái đấy mà. Cả một vấn đề
được 2.000 một lượt, 7.000 rồi. Mình sẽ để dành tiền để nâng cấp nốt cái thao ham lên đó. Chúng ta cần rất nhiều tiền. Nâng cái mỏ vàng trước. Ui, con này là con gì đấy? Nhìn trông gớm vậy. Ôi, nó bay nhanh quá. À, cũng không mạnh lắm đâu, chắc ăn được. Đánh sát thương nó trước đã. Mạnh lắm, nó bay, bay nhanh. Nó áp sát bọn cận chiến của mình là toi. Áp sát lính của mình là chết rồi. Ấy giời ơi, mày xong rồi. Úi giời, cắn người đá của mình không ăn thua à. Giời, hôi máu trong người đá. Mất cả lăng tiết. Mũi. Ăn lại cắn người đá tiếp à. Mày bị ngáo à? Hay quá, đây là cấp tiếp rồi. Nâng cấp rồi, vào cái công trình này xem được cái gì đã nào. Được 1.000. Ở thành cũng có thể mua quân rồi đúng không? 1.000 này. 3x3. Xem tôi đổi lại ammo. Lên cái nhánh này đã. Chúng ta sẽ cần lên cái nhánh này tiếp. Not resisted. Đây để mua quân. Qua lượt. Chả biết mua là quân gì ở đây bây giờ đây. Mua tiếp mấy thằng người đá. Bây giờ mình sẽ mua cái gì đấy, 100 máu, 150 máu. Con này nó có phép. Con này thì không có phép gì. Phép lửa. Lính cận chiến này. Có con này là lính tầm xa này. Mua hai con này chơi, hết tiền rồi. Dân chơi rồi, chúng ta thành dân chơi rồi. Mấy cái vùng này thành nó ở đâu nhỉ? Mình tiêu diệt nốt cái chỗ này kiếm cái sẻng tài nguyên. Mỗi lượt nghèo quá. Lại phải tích cóp tiền. Chi văn đi này, đánh được mấy thằng cung thủ, mấy thanh thêm cung thủ à. À, chúng ta có thêm con bay bay này à. Bây giờ sẽ phải dàn lại quân nữa. Đi đây. Ấy. Sentinel. Cho bọn này vào hẳn góc đi nhỉ. Đó. Có 4 thằng người đá thì quả này hổ báo ấy. À,
Đối với cái lính con thằng lửa này thì nó ngoài cái vấn đề tấn công cận chiến phòng thủ này, nó còn có thêm một cái nữa là phép thuật. Đây các bạn có nhìn này, đấy, nó sẽ kích vào đây, nó có một cái triệu phép gì đó. Mình sẽ tấn công thằng gần nhất. Nó sẽ phép vũ trụ ra lửa. Mình sẽ phải tiến thật nhanh lên, nhanh nhất mức có thể tấn công cả. Lần đầu là chúng ta sẽ tấn công tất cả các mục tiêu để giảm lượng quân của chúng nó sẽ phải đánh sau lượt tiếp theo. Còn tuần thứ hai chúng ta bắt đầu mới tiêu diệt từ tháng 1. Bắn. Sister không làm việc rồi, đến chúng nó đánh mình rồi. Ôi giời ơi, bắn người đá của anh á. Thấm vào đâu? Nó bắn ai đấy? Nó bắn người đá à? Thằng này thông minh vãi nhỉ? Thằng thông minh vãi. Ok kìa. Mày bắn người đá thì ăn vào đâu? Nó là lính giống lính của mình mà, nó cái thằng cung nỏ của mình thế này. Nhưng mà bắn người đá thì... Ui, ôi đầy máu luôn cho người đá này. Dù chết khá khá đấy. Mắc kia à? Có khi được bắn thêm lượt nữa. Không được. Khi chúng ta chọn phòng thủ, chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm phòng thủ cho cái đơn vị quân đó. Rồi bắn tiếp con này, giảm số lượng quân của nó xuống. Chết luôn à? Ô, hay quá, được thêm một lượt đánh. Ồ, nó cứ nhầm vào người đá của mình mà bắn. Người đá của anh. Mày thích đánh người đá của anh không? Rồi bắn vào người đá cứ như kiểu những người... Ủa, hồi máu cho người đá phun luôn. Khử mày cho anh. Giật phát chết luôn đi. Chết à? Chết thì cho. Chết đâu? Không có một thằng trong. Bắn luôn, đứng bắn vào thằng này này. Đúng rồi. Cho nó hy sinh luôn, đúng rồi. Thằng này nó khôn quá, nó cứ bắn vào người đá của mình. Nó mà bắn vào mấy thằng cung này của mình thì mình tốn quân đấy. Nó lại chọn bắn người đá. May hả bưởi. Chiu, đúng rồi. Nói chung là lính cận chiến là để làm tường. Và khi áp sát đối phương, lính tầm xa sẽ là tấn công tầm xa. Thì nói chung thì các bạn này chiến thuật nó cơ bản là như vậy. Các bạn dàn đội hình nói chung như vậy. Cách chơi thì nó chỉ thế thôi. Tăng một giáp à? Đánh được cái này. Đánh được thì lại phải đánh thôi nhỉ? Đánh lại có thêm tiền. Thêm tiền là lại có thể tiền thêm quân. Thêm quân là lại có thể đánh nhau tiếp. Hết lượt đi rồi, được có 2.000. Qua qua lượt đã. Sang tuần tiếp theo rồi. Tí nữa mình sẽ quay lại mình mua mấy thằng người đá. Mấy con báo này có vẻ trông hổ báo. Nhưng mà... À đâu? Ôi! Con này... Con này là cái con mà mình có thể tuyển ở thành đúng không? Ở cái chỗ mà giống cùng với bọn người đá. Ôi, máu trâu lắm. Ôi,
hai phát trưởng, cả tướng cả con này trưởng mà nó không mất máu này. Nó chết con nào này, vãi. Nó cũng hổ báo đấy. Nó cũng thuộc dạng lính xịn này. Lính vào bóng tối à? Phát này chết chắc nó đấy. Rồi, trừ luôn đi được ship của nó. Được boost thêm một phát bắn nữa. Hay. Người đá nào, tiến lên. Nó sẽ bay đến đấy, con này nó sẽ bay đến. Ôi, nó chui xuống đất chứ không phải bay đến à. Ôi, nó đánh người đá của mình à, nó đánh người đá của mình. Nằm ngoài tầm bắn vào người đá của mình không đánh được nó à. À, thế là nó cũng có một cái lợi thế đấy chứ nhở. Mình cũng không biết, mình không chưa tuyển con này. Có nghĩa là nó không bị phản đam. Chứ bình thường các bạn có thể thấy là lính cận chiến của mình khi tấn công một mục tiêu nào đấy thì chúng ta sẽ bị đối phương tấn công lại. Nhưng mà đây nó đánh cái này là nó không bị phản đam. À, thế thì nó cũng có một cái lợi thế của nó. Có một cái lợi thế. Tiếc rằng số lượng của nó hơi ít, nó mà nhiều là mình vỡ mặt thật đấy. Hay quá. Chúng ta lại lên được một cấp nữa rồi. Hay quá. Đây. Lên cái này nữa. Xong cái nhánh này. Học được cái skill gì đây? Fireball. Chúng ta học được 3 skill xem nào. Lúc nào đánh nhau xem. Giờ thì chưa cần. Tiền 5.000. Tuyển được 2 anh người đá nữa rồi. Còn tài nguyên gì đây em? À đấy, còn là mấy cục đá này đấy. Ôi, màu vàng không ăn được. Mốt đét thì cố gắng vẫn ăn được. Mốt đét thì cố gắng vẫn có thể ăn được. Chữ màu vàng thì không ăn được. Ôi, nó lính tầm xa à? Nữ thần tóc rắn à? Medusa, đúng rồi, Medusa là nữ thần tóc rắn. Trong thần thoại Hy Lạp chúng ta đã đọc, chúng ta biết Medusa, nữ thần tóc rắn. Why? À, may quá, nó tấn công người đá. Đúng rồi, cứ đánh người đá của anh đi. Đánh với người đá càng tốt. Rất công, nó lại đánh vào thằng cung thủ của mình. Đánh người đá đấy. Ôi, lại mất công anh của hồi quân rồi. Mày chơi kiểu này chết anh. Ồ, chúng ta có mấy cái trưởng. Giết phòng thủ 9 thằng, giảm số lượng quân là số nào. Sĩ tờ hồi máu cho người đá nào. Xem. Tiếp người đá tiến lên. Giật nó phát cho nó chết bớt đi nè. Còn đứng tách biệt như này mình không bắn được mục tiêu nhỉ. À,
Ai chà. Đánh người đá qua nhá. Thấm vào đâu? Mày già. Ơ nó có cái trưởng gì nhỉ? Hóa đá. Nhưng mà anh đã đá rồi mà. Medusa nó có cái trưởng hóa đá. Đúng rồi. Nữ thần tóc rắn khi mà nhìn vào nó sẽ bị biến thành đá trong truyền thoại Hy Lạp. Chúng ta đọc thì khi mà người đàn ông mà nhìn vào đôi mắt của Medusa sẽ bị biến thành đá. Nhưng mà đây chúng ta đã là đá rồi thì có cái gì mà nữa phải sợ. Một khi anh đã là đá rồi. Phòng thủ 6-8. Không ăn được. Rồi, hồi tiếp đi. Làm sao mà ăn được người đá không anh? Trời ơi. Xem thằng này có thể giật chết được không? 23. Chết được. Nó cũng trâu phết đấy. Những thần tóc rắn này. Các đơn vị quân này nó đều là tên theo huyền thoại. Chúng ta đọc huyền thoại Hy Lạp chúng ta sẽ biết Medusa. Hôm nay chúng ta ở cặp trước chúng ta gặp Minotaur, đứa con của con bò trong huyền thoại Hy Lạp với Mekung Kriton trên đảo Crest. Chưa thấm vào đâu với người đá. Medusa gặp phải người đá thì vô dụng thật. Medusa nhiệm vụ của nó là nó có khả năng hóa đá đối thủ, nhưng mà gặp phải đúng thằng đá rồi thì còn có cái gì để mà hóa. Năm tám sáu giết hẳn luôn, giết luôn trừ leadership của chúng nó xuống. Bonus thêm một lượt bắn nữa. Hay quá. Có anh người đá phát này. Chiến trận khác hẳn. Úi dồi. Máu của người đá trâu nhỉ. Nãy giờ chả thấy mất tí tiết nào. Vả chết vào cho anh. Vả nó luôn. Úi dồi. Chiến thì ăn làm sao được anh. Rồi. Không dám đánh nhau à? Không dám đánh à? Thiên thần nó rất mạnh để phục hồi, các bạn thấy không? Đam này không to nhưng mà phục hồi rất khủng khiếp. Nữ thần tóc rắn. Nữ thần tóc rắn đã hy sinh. Rồi chúng ta sẽ nhặt được tài nguyên ở đây. Có những cái gì đây? Vàng này. 2000 vàng. Tiền đấy. 1500 vàng. Úp cho một cái nhẫn. Xem nào, cái nhẫn nó tăng cái gì nào. Friendly. Chưa hiểu lắm nhỉ. Cộng một moment. Lên nốt cái trưởng cuối này nào. 70% đam. Đết và đam. Đây có mỏ cục vàng này, nhặt thôi. Ui, màu vàng không ăn được đâu. Minotaur thì phải. Đúng rồi.
Minotaur không ăn được, nó mạnh lắm, ăn mà chết đấy. 8.500 rồi, về đây để mua mấy thằng này đã, mua thêm mấy anh người đá đấy, mua thêm mấy anh người đá. Chỗ này thì không ăn được. Chữ nâu vàng chưa ăn được, mình chưa đủ lực. Về đây mua người đá đã. Nhanh cũng kiểu hết tuần rồi. Xong rồi mới tính đi tiếp được. Ôi một ra này. Xây là thành nó xây được cái gì không nhỉ? Xây là cái này thì thêm tiền. Nhưng không mua được người đá. Từ từ đã. Được cái lọ mất cái chai. Mua được người đá. Lượt 15.000, 15.000 là mua được nhiều quân đấy. Ồ, đây nữa. Mua thêm thằng này là nó bay được. Nhưng mà máu thằng này 160, 150, di chuyển 6, di chuyển 6, di chuyển 8 này. 140. Thằng này lại bắn xa được. 150 máu và lính đánh xa thì rất là nguy hiểm đấy. Tốt rồi. Hết sàng rồi, bây giờ lại phải đi đánh nhau tiếp rồi. Đi đánh nhau tiếp rồi. Server chúng ta chưa đánh được, chắc phải có thiên thần mới đánh được bọn này. Về thành nữa nhỉ. Thì thành để à đây vào cái này đã. Mua thêm mấy anh pháp sư các thứ. Mình mắc mana rồi, không cần. Ăn rồi. Ở đây có một đống tài nguyên mod dead ăn được. Ăn thôi. Chỗ nào ăn được thì phải ăn thôi. Nhiều tài nguyên lắm. Ăn thì mới có tiền. Có tiền thì mới mua được quân. Có quân thì mới đánh được mạnh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.